Siro thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường chứa các thành phần thảo dược, chữa trị các trường hợp ho, đau rát họng, viêm họng, viêm phế quản. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bổ phế Nam Hà, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thuốc dùng được cho người tiểu đường, béo phì, phụ nữ có thai và đang cho con bú.